Hi, xin chào anh em, tôi là Chưa Tiết đây. Và hôm nay tôi sẽ mở hộp và chia tay nhanh anh em một sản phẩm nữa đến từ hãng sản xuất Wii. Đây là cái súng với cái mã là F226. Tên súng nó là P226 nhưng mà Wii họ sẽ đặt lái đi cái mã súng là F226 để cho đỡ bản quyền. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp đặc trưng của Wii. Như là này nó in một cái hình khẩu súng P226 ở đây. Đấy, rồi ok. Nói qua một chút thì cây P226 thì được sản xuất vào những năm 1980, 1983, những thập niên 80. Thì nó có thiết kế khá hiện đại và được người Đức sản xuất. Còn đây là phiên bản Airsoft thì được do Wii sản xuất. Đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Wii thì là họ làm khá đơn giản. Một cái băng đạn, một cái magazine đạn. Nói chung là chất sơn cũng khá là ổn. Wii mà Wii họ làm phân khúc bình dân ổn lắm, chất lượng ổn lắm. Khá ok. Băng đạn này thì mình nghĩ là nó chứa rơi tầm là 20 viên, 22 viên. Với là cây P226. Nhưng mà nhà sản xuất họ sẽ phải lái đi và họ khắc chữ F226 vào đây. Đấy, nhìn chung là chúng ta có một cây súng khá là nhỏ nhắn với chiều dài của nó chỉ là 18 cm và cây đề nặng 810 g. Rất là đẹp, rất là ok. Và nhà sản xuất công bố của nó chỉ là 300 fps thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái logo chữ Sig Sauer P226. Đấy, cái slide này thì mình thấy khá là ok. Không quá sắc sảo nhưng mà không quá rườm rà. Nói chung là nó là một cây súng mà mình nghĩ là như anh em nào 1m65, 1m70 cầm cũng rất ok. Cái phần tay ôm này cũng hơi to nhé. Chứ nó không gọn đâu. Tuy là nó ngắn đấy, nhưng mà cái phần tay ôm này, tay cầm này nó cũng hơi to đây nè. Cái bàn tay mình nó khá là to mà cầm thì mình thấy cũng vừa. Thế là nếu mà anh em nào có gan và tay mà ngắn quá ấy, thì chắc nghĩ là cầm sẽ hơi bị cấn. Rồi nói chung là cái thiết kế của súng thì đẹp xấu thì mình cũng không không bàn luận nhiều vì nó là cái gu thẩm mỹ của từng người, nhưng mà mình thấy cái cách Wii họ gia công sản phẩm khá ok, slide chắc chắn, không lọc cọc hay là không nghe những âm thanh khó chịu, inner bằng đồng, nắp được silencer luôn, cái này nắp được silencer của Wii nắp được. Súng có cái hay đây là cái chốt khóa slide chốt slide đấy, có nghĩa là slide mình gạt để bóc vỏ được. Và đây thì lại là cái chi tiết này này, cái chi tiết này là rất hay này. Đây là cái chi tiết khóa lòng súng. Đây, nếu không ấy thì bóp búa sẽ đập, một khi mà gạt xuống thì búa sẽ không đập nữa. Đấy. Nói chung là mình nghĩ cái thêm cái chi tiết này thì nó cũng không tạo được sự khác biệt cho cái súng nhiều lắm về công năng, nhưng mà nó lại tạo ra một cái gì đó khác biệt nhỏ nhỏ với thiết kế. Mình nghĩ là sao không nghĩ một cái phương án khác để khóa lòng súng này dễ hơn, giống như màu 1901 chẳng hạn, hay đơn giản là có cò giống của Glock. Đây như kiểu là họ sẽ giữ thế này để vừa khóa cò mà cũng lại vừa giữ cho cây súng chắc chắn, và khi nào họ muốn bắn họ thả ra họ bóp cò. Đấy. Đó có thể là dụng ý của hãng sản xuất là như vậy. Một cái cò súng chắc chắn này. Về mình nhìn tổng thể thì nó không có ma vía hay là có những cái phần mà gọi là thiết kế bị phần gia công nó bị lỗi cả. Nói chung là khá, một cái súng khá là hoàn thiện, khá là cao. Đặc biệt phần trên này nó làm luôn màu bạc thế này, thế hay không? Ví dụ sau này có một xước ấy thì nó cũng xước ra cái màu bạc chứ nó cũng chả nhìn bản bản xấu xấu. Cái này là cái chi tiết mình thấy khá là hay này. Đấy, màu bạc luôn, xưa kệ nó cũng lại càng đẹp. Phần tay cầm này thì rất là thân thiện với tay, cầm rất là ôm. Có chữ F226
C Team Six White thật. Đấy. Rất là chắc chắn, nhìn rất là ok. Ok, số mà mình định đánh giá về về cái mức độ hoàn thiện gia công của Huy, họ làm cái này rất là ổn. Bây giờ mình sẽ nạp ga và bắn thử cho anh em. Rồi, mình đã vừa làm ga một chút đạn cho cái súng. Mình nghĩ cái súng này nó chỉ chứa tầm độ 20 viên thôi, không nhiều, đây là 10 viên mình lắp đã thế này rồi. Thế nên nghĩ chỉ thêm được 10 viên đã hết thôi. Rồi. Rất gọn. À, úi dồi. Âm thanh. Âm thanh là một thứ mà đáng tiền nhất ở cây súng này. Rất to. Âm thanh rất là to, rất to luôn. Ok, thử đo FPS xem nào. Thường những cây to FPS sẽ thấp. Ôi, 329, 330 rất ok, không không FPS sản xuất đưa ra là 300 FPS mà đo lên tới 330. 323, 324. 314. Nói chung FPS là con này khá là ổn và âm thanh nó phát ra là khá là to. Rất to mồm luôn. Cầm gọn, ngắn 18 cm, chiều dài rất ok. Phần chốt thay đạn mình đánh giá khá là cao này, nó hơi sâu một chút để tránh, cũng tránh tình trạng vô tình ấn mà. Và đây này, cái chỗ này này, tay cầm nó làm một cái đường để tạo ra cái điểm bấm rất là dễ, nhưng mà lại không quá dài để tạo ra cái độ vướng. Đấy, đó là cái mình giá khá là cao ở cây súng này. Rồi, đó, mình đã vừa mở hộp và trên tay anh em cây Six Sauer P226 của Wii sản xuất. Đây là một phiên bản là mình cảm giác cái mức độ hoàn thiện của Wii là đạt cái trình độ khá là cao. Slide hay là mọi thứ đó, rất là chắc chắn, không lọc cọc, không có gì đó mà phải chê ở cái phần gia công sản phẩm của Wii cả. Thiết kế thì ngắn thì tầm 18 cm, rất là gọn. Về trọng lượng thì cũng nhẹ, 810 g, rất ok cầm trên tay. Đặc biệt là cái tiếng nổ nó phát ra ấy, rất là to, rất chắc, rất to, và nó FPS cũng rất là tốt chứ, 320, 330 với một cái handgun là một điều rất là ok. Đó, mình nghĩ là một số bạn tay nhỏ nhỏ hoặc là thích cái gì đó là lạ mà không muốn nó giống như, không muốn như không muốn mình chơi những con như Glock hay là màu 91 M92 thì Six Sauer nó một lựa chọn cũng khá là hay ho để anh em mình nhắm tới. Đặc biệt nó thiết kế như vào những năm 70, à những năm 83 80 thì nó sẽ có rất nhiều cải tiến. Và đặc biệt là người Đức họ làm sản phẩm họ thì mình thấy mọi sản phẩm đều nó mang tính khoa học. Cái độ thông minh của sản phẩm họ đã đưa vào rất tốt, rất hay. Rồi, ok vậy thôi. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em, có điều gì thắc mắc cứ hỏi mình inbox.